Dạ các bạn đã quay trở lại với channel của mình, thì mình là WeDexter. Thì trước khi bắt đầu video, các bạn hãy cho mình một like, một share, một subscribe ở kênh channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi một tựa game trong Roblox, nó có tên là Dolls. Mình sẽ chơi cùng với hai thằng bạn của mình nha. Thì do là mình mới quay lại làm video cho nên là trò này mình chơi hơi trễ nha. Mà cũng không sao, có game chơi được rồi. Ok thì bắt đầu thôi. Vô đi vô cửa này. 1 hour later. Đi. Ok. Làm mở cửa rồi. Chậm để mấy con quái ở chứ chưa quá. Lượm sao đủ 500 tiền là được rồi. 500 ba thằng mỗi thằng 500 tiền. À lộn, ba thằng tổng cộng lại 500 tiền chứ nhầm. Ý là một thằng mua cái đánh giá, thằng mua cái chìa khóa đầu lâu á. 6 7 Surprise motherfucker. Ice. Cửa đâu? 8 à, 9. Nó cái này phải lụm rồi. Vãi hò. 10. Tìm ăn cứu thương rồi, tao mất nhiều máu quá rồi. Cho tao có ăn cứu thương. Ở vãi nồi. Tiếng còn nhiều máu. Ta còn 80, lộn, ta còn 40%. Không nhường cái máu á, nào nhường cái bắn cứu thương nha. Đó, còn nó mất quá, có chìa máu luôn, cây còn ai chứ. 13. Nhớ đèn. Ok. Lượm tiền đi lượm tiền đi, xung quanh lượm tiền, lượm máu rồi đi. Ồ, có băng cứu thương nè, ngon vậy. Ok, để 17. Oh my god. Wow. Đù. Ôi vãi cả nồi. 19. Quay. Trời ơi, thằng này bú băng cứu thương rồi. Mười nửa cây á. Nhớ đèn. Núm núp tủ đi. Tao giữ. Vậy là chỉ cần mua cái thánh giá thôi là được rồi. 24. Ok. 25. Chìa khóa rồi, từ từ lượm mấy cái này đã. Có băng của thương kêu nha, nhường tao nha, còn nửa cây nữa đó. 26. Nó không nào lụng vậy. 26. 27 à. Tối. 28. 29. À, sợ đi chứ. Đồ đen biến nè. Tao giữ. 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ở nhớ đèn lẹ. Đó, cái đó là sắp xếp. Sắp xếp hả? Vậy hò. 33. Ờ, 34 nè. Đi Hoài. Hoài đâu? 35. Hồn má. 36 à. Từ từ
37, 38. Ủa mà đèn pin gì ga vậy con, có cục à? Ok, chuẩn bị chạy. Ô, vitamin, vitamin. Bộ phòng tiếp theo là số mấy vậy? Ở đây phòng số mấy? Này xin đi. Rồi. Để ý mấy cha tao quay video mà, bọn mày phải để ý chứ. 41. Bị chạy à. Bị chạy nè, chạy nè, chạy nè. Cái này dễ cho nên chắc không sao đâu hả? Tuổi gì bạn? Năm 8 thì 49. Một hồi là gì ta? Mua tiếng tiếng mua có cái chìa khóa đầu lâu á, là một hồi vô cái phòng bệnh viện mình mở cái cửa gì á, cửa ẩn á, mình lấy cái cây á là mình được hồi máu liên tục á, cứ hết máu là nó tự hồi á. Ờ. Đi. Tao với Hoàng bên bên trái một tí, bên bên phải đi. Mày là mày có lụm thiếu cuốn nào không Hoàng? Sao tao thấy không có cuốn nào bên đây chị ơi. Từ nó vô vô check, mày vô check lại Hoàng để tao canh nó cho. Vô vô check lại. Ờ nó đang lên lầu, nó xuống rồi anh em đi lên. 1 hour later. Ủa bọn mày lên trước vậy, bỏ tao vậy. Nó đâu vậy? Sao không có chết được? Đúng tảng tảng mấy bố tao chết hết rồi. Đợi tao. Mở cửa đi. Ừ lẹ, nó đang ở dưới rồi, ba thằng cái chạy qua luôn nè. Ok, ba thằng cái chạy qua luôn. Qua, lẹ. Ngon. Nice. Ok. Đủ tiền mua đồ không vậy? Đi. Má khỏi lượm tiền, nguy phế rồi. Mẹ không mua hánh giá với không mua cái chìa khóa đầu lâu chả khác gì điện tạo đồ khó cho game. Coi như mình chấp đi. Coi như má, coi như phòng tám mấy chín mấy á, mình chơi với Apple luôn. Quan trọng là cái hồi máu nữa kìa ba, mất máu ha, không có hồi máu liên tục được. Ok, đi. Chớp kìa. Ôi rồi lồn. Má không có cái chìa khóa đầu lâu rồi. Mi chán được chứ.
7, số 8. Ai cần nghĩ mình lên luôn. Số 9, 70. Nên có một cái ổ không. Có mắt của cậu Siết rồi. Chuẩn bị chạy lần 2, chuẩn bị chạy lần 2. Bị vấp mới uống thuốc lắc rồi, chứ cái thuốc lắc cũng cần cho mày 100 lắm á. Ui má, căng quá. Ôi ai đâu rồi, nó đâu rồi, cái cửa đâu rồi? 81. Nhìn xuống dưới đất á. Nhổ lúc bích luôn nha. Ta nhổ lúc bích luôn nha. Ok. 81 rồi. Ok, 83. Từ. Ôi. Điện cài đổi màu. Điện cài đổi màu, em bớt. Trời ơi, anh em sống rồi. 86, 87. Không có thánh giá chơi mệt thiệt chứ. Coi chừng 7, coi chừng đạp 7. Rồi. Phòng trăm bài update này chưa được mà chưa có thắng bao giờ. Không. Rất đó, phòng này mất dạy lắm ba, nó đi chậm lắm, không có nhanh đâu. Ơi, đèn cày tao hết sáp rồi. Nó không có chớp đèn mà. Trời ơi, tao cũng nói là đèn cày tao hết sáp rồi, đi từ từ thôi, không có nghe. Giờ đứng đây tao với mày lọc cái hạt trước. Lúc mà cái con figure nó chạy ra á, mày chạy sang tủ bên đây. Tao chạy sang tủ bên phải, mày chạy sang tủ bên trái, núp nha. Núp liền nha, chạy, mày đừng có bò nha, mày chạy liền luôn á. Ok. Chạy luôn. One hour later. Chơi một thằng bữa là chơi khó, với hai thằng thì ok rồi. Đù ngon. Hơn cái con này tao chừa cái lốc bít lại tao mở được cái này. Đỡ tìm chìa khóa. Rồi lắp vào chìa cuối cùng vào đây. Lắp vào chìa cuối cùng vô đây. Rồi giải đi. Nó bị ngáo đá rồi. One hour later. Ôi xong rồi. Chạy luôn. Lẹ. Yeah, win rồi anh em ơi. Win rồi. Cuối cùng cũng làm được rồi. Trời ơi.
Má giải cái phòng này hết 20 phút lận á anh em. Má xem video xem cắt vậy thôi chứ má giải 20 phút lận căng quá ấy. Ok thì video đến đây là hết rồi, nếu bạn thấy hay đừng quên cho một like, một share, một subscribe. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông bên cạnh để subscribe để nhận được thông báo từ video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.